Việt Trinh bức xúc vì bị đồn kết hôn với Lý Hùng ở tuổi 50. Cả trăm người nhắn tin hỏi thật không, tôi với anh Lý Hùng bây giờ còn hứng thú gì mà lấy nhau nữa trời, Việt Trinh chia sẻ. Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp Tây Đô Việt Trinh bức xúc chia sẻ việc cô bị đồn kết hôn với tài tử Lý Hùng. Theo chia sẻ từ Việt Trinh, những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin chị và nam tài tử Lý Hùng tái hợp, tổ chức lễ cưới ở tuổi U60. Những người tung tin đồn này còn lấy ảnh chụp của hai nghệ sĩ trong một chương trình từ cách đây vài năm và khẳng định đó là ảnh cưới của cặp đôi. Chia sẻ về thông tin này, Việt Trinh tỏ ra khó chịu, mấy hôm nay mệt với mấy cái tin lá cải này ghê. Vì cả trăm người nhắn tin hỏi phải thật không? Tôi và anh Lý Hùng bây giờ còn hứng thú gì mà lấy nhau nữa trời? Bản thân nam nghệ sĩ cũng gặp phải tình huống khó chịu tương tự. Cụ thể, khi nữ hoàng ảnh Lịch Y Phụng chia sẻ lại loạt ảnh cô và Lý Hùng chụp thời trẻ, Y Phụng có viết: "Nói thật nếu anh Lý Hùng xấu tôi không đăng lên Facebook của mình đâu. Và nếu anh Lý Hùng không đẹp trai thì ngày xưa không thể của tôi dễ dàng. Tôi biết lát nữa bạn gái của anh Lý Hùng vào Facebook của tôi nhắn tin mắng tôi nữa cho mà xem." Điều này làm rộ nghi vấn nam nghệ sĩ có hạnh phúc mới ở tuổi U60. Tuy nhiên, Lý Hùng đã thẳng thắn phủ nhận thông tin này khi chia sẻ với Vietnamnet: "Thường ai cũng muốn có mái ấm riêng, tôi cũng vậy. Nhưng tôi đọc ở đâu đó có câu thiên đường ở trái tim ta. Nên thôi, tôi bằng lòng sống với thiên đường của riêng mình vậy." Điều thú vị là trong khi hai nghệ sĩ đều đã lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện họ về chung một nhà, ở tuổi xế chiều thì cư dân mạng lại tỏ ra hết sức tiếc nuối. Dưới bài đăng của Việt Trinh, không ít người đẩy thuyền cho cặp đôi. "Anh chị mà lấy nhau thì thật tuyệt vời, nói chung họ ghép cho anh chị một cặp cũng là xứng đôi rồi người đẹp ạ, mình rất muốn hai người về với nhau, thật lòng đấy. Đừng ở vậy làm gì lãng phí một cuộc đời hai người ạ, ngày xưa thích anh chị lắm. Em cũng mong là sự thật, giá là sự thật thì tuyệt. Anh chị là ký ức tuổi thơ của em." Lý Hùng và Việt Trinh là cặp đôi nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ những năm 90. Họ từng vào vai người tình, vợ chồng trong rất nhiều bộ phim mì ăn liền như Phạm Công, Quốc Khoa, Tây Sơn Hiệp Khách, Lệnh Truy Nã. Chính vì thế, thời trẻ, cặp đôi từng bị đồn đoán là có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, cả hai đều nhiều lần khẳng định giữa họ chỉ là tình đồng nghiệp đơn thuần. Việt Trinh chia sẻ không hề có một tình yêu trai gái gì hết. Chẳng những vậy, lúc chưa đóng phim Trinh rất ngưỡng mộ anh Lý Hùng và chị Diễm Hương. Sau này được đóng chung với hai anh chị, Trinh thấy mình may mắn và hạnh phúc. Còn Lý Hùng luôn khẳng định xem Việt Trinh như em gái. Lý Hùng với Việt Trinh có một tình cảm anh em rất chân quý suốt mấy chục năm rồi. Anh vẫn mãi yêu quý Việt Trinh như người em gái, một đồng nghiệp mến thương. Anh chúc cho em gái luôn mạnh mẽ, khỏe, thành công trong cuộc sống.